Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ quay cái hình ảnh của chị Phan Hương trước khi làm lông mày, sửa lông mày tại DK. Đây là hình ảnh trước, lông mày của chị đã bị trổ xanh và dáng phun rất là cứng. Và đây là hình ảnh mới của chị Hương sau khi mà đã hút sạch và làm tập dịch vụ điêu khắc bên mình. Mọi người có thể thấy là dáng nó mềm mại hơn rất là nhiều và mình đã thêm rất là nhiều sợi lông mày mới cho chị. Mọi người nhìn rõ không ạ? Và mình sẽ zoom vào cho mọi người nhìn rõ. Những cái sợi mới nó hòa với sợi cũ rất là khó phân biệt. Chị Hương ơi, em muốn hỏi chị một chút là trong quá trình mà sửa lông mày tại DK ấy, thì chị có những cái cảm nhận gì ạ? Chị qua đây thì chị hút trước, sau đó thì mình sẽ làm dáng lông màu sau. Thì khi mà hút ấy, thì thực sự là Hương là rất là sợ đau, nhưng mà nói chung là khi làm thì không có cảm giác gì cả, rất là nhanh và mình có thể về đi lại bình thường, trang điểm bình thường và đi làm bình thường. Thì mọi người cũng biết là công việc của Hương rất là bận, thì ngày hôm nay Hương qua đây để em chỉnh dáng lông mày gần như là bước cuối cùng rồi đúng không em? Thì mọi người cũng đã thấy là cũng rất là nhẹ nhàng, Hương rất là thích cái dáng lông mày này. Còn đẹp như thế nào thì Hương nghĩ rằng là phải chờ thêm một thời gian nữa để cho nó vào khuôn, rồi màu nó lên được rõ hơn, thì khi đó Hương sẽ chia sẻ với mọi người trên trang cá nhân của Hương. Còn hiện tại bây giờ thì chỉ có thể nói một điều đơn giản là rất là ưng ý. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhé.